con cháu đang ngồi. Đây đi, nhân dân chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ yêu bậc đầu tiên của văn truyền thống Tôn Tiêu Sơn, Xuân Kỷ Hợi. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Bố Cảnh, Bố Xanh, quần đen Sơn Yên Phong, ông Bố Châu Đại Hải, quần đen khố đỏ Sơn Hải Dương, dưới sự điều khiển của trọng tài Đinh Đạt. Xin mời hai ông đô quặc keo giải đầu tiên nghe lệnh trống xe đài. Đây thì dân dân chúng ta cho một tràng khóa tay để các ông đô xe đài rất đẹp, rất xẻo và rất hay. Alo, lèo hai nữ, đô Nguyễn Thị Nga Thanh Nguyên Tứ, đô Phạm Thu Hương Anh Bình xin theo hai đô nữ giải lèo hai chuẩn bị nhập. Chuẩn bị có đô nữa nha. Đồ hiếm mà nam thì không để động viên tinh thần thi đấu của ông Bố Cảnh mười năm từng nhiều năm đoạt giải ở Tôn Tiêu Sơn, ông Bố Văn Thịnh thưởng cho ông Cảnh 1 triệu, nếu ông Cảnh thắng, còn nếu ông Cảnh không thắng thì thưởng 500. Thank you.
nhân dân. Mời các bạn theo dõi ca vật giải ba. Chúng tôi xin thông báo đây là ca vật giải ba của lễ hội vật thôn Tiêu Sơn và là hiệp thư thi đấu thứ ba giữa ô tô cảnh Yên Phong và quần đen khổ đỏ giữa và vượt Châu Đại Hải đã quan thắng giải đèo đường dân Hải Dương xin phá và đề nghị hai ông đô thi đấu với sự điều khiển của trọng tài Xuân Thịnh và hôm nay cũng là buổi thi đấu đầu tiên của giải, đề nghị hai ông đô nghe lệnh chống xe lại. Trong đó một lần nữa là cô Ngô Thị Hải Bắc Giang và Nguyễn Ngọc Linh Hà Nội ra ngồi hai cái ghế ở ban tổ chức của tôi đã sắp xếp trên thân giới để không mất thời gian cho tiến hành như vậy. Mời hai đô nữ khẩn trương ra tiếp vào. Mời các bạn theo dõi cao vật giải 3 giữa đô Nghiêm Đình Cảnh, giới vật Yên Phong Bắc Ninh gặp đô Châu Đại Hải. Đô Nghiêm Đình Cảnh trong trang phục đai đỏ, quần đen và đô Châu Đại Hải trong trang phục đai xanh, quần đen. Chúng tôi xin thông báo đây là theo bản của giải 3 của hiệp thứ 3 giữa ô tô cảnh Yên Phong và phố đỏ và ô tô Châu Đại Hải và giữa phố xanh giữa sự điều khiển của trọng tài Xuân Thịnh. Tiêu Sơn đang có động rất lớn cho đô Nghiêm Đình Cảnh với phần thưởng là 2 triệu đồng nếu như đô Nghiêm Đình Cảnh thắng được đô Châu Đại Hải. Đây là một liều thuốc tinh thần rất lớn để khích lệ ông đô Nghiêm Đình Cảnh. Thank you.
nỗ lực rất lớn của đô Nghiêm Đình Cảnh. Tiếp tục lên lên, nếu ông Đô Cảnh thắng sẽ được 2 triệu đồng để nghề đồng bào ta như thế hôm nay. Giải thưởng còn hơn cả giải chính. Chúng ta thấy nó vật nhiều đây rồi. Nó vật vui ông nhỏ. Nguyễn Đình Biên là một người rất hâm mộ môn vật. Nhiều người thích tay. Xin mời em đô giải. Trao thêm phần thưởng cho đô Nguyễn Đình Cảnh. Để thêm cho bàn tay đỏ để đô Nguyễn Đình Cảnh giành chiến thắng trước đô của giải ba. Thứ tư Châu Đại Hải. Giữa ông Đô Cảnh Yên Phong và khối đỏ và ông Đô Châu Đại Hải. Phần thưởng là những điều thuốc tinh thần rất lớn để đồng tiền cano. Mời em đưa vào giữa sân. Thằng này này, vật nó nhanh này, vật cánh này, vật nhanh mà nhiệt tình. Ông Đô Cảnh nếu thắng ở keo này sẽ được thưởng quán trường độ 3.000 k, trong đó có 2.000 của ông Biết và 1.000 của Tuyết. Và nếu thua thì ông Tuyết vẫn thưởng 500 k. Xin đề nghị là chúng ta nhận hoan nghênh ông Tuyết. Kính chào ông ấy đồng bào, anh ta có thể ở vào một chúng ta đang thấy sự quyết liệt của hai đô tạo ra trên sân sới. Anh Cảnh mai con rể ông A Bột khẩn cấp vào trong giới. Đô Cảnh cao luôn. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo này, để đảm bảo an toàn cũng như trật tự trên sân, các doanh nhân, các doanh nghiệp đăng ký thưởng và ban tổ chức chúng tôi sẽ thay mặt để lên thưởng cho các đô, để tránh những cái việc nó phiền phức với ban tổ chức. Mong các doanh nhân và các doanh nghiệp thông cảm. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Tuyết lên trao thưởng nóng của con rể ông Hà Bồ. Chúng tôi xin thông cảm, không biết tên. 500.000 tiền nóng cho ông Cảnh. Các vị chúng ta nhiệt hoan lên. Ban tổ chức chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi và mong các doanh nhân cũng như các doanh nghiệp thông cảm là chúng tôi sẽ đại diện để chúng tôi trao giải cho các đội. Xin đề nghị hai đội tiếp tục. Chúng ta đang thấy sự quyết liệt của các vật hàng đồ đang tạo ra trên sân sới. Ông Đô Cảnh lại nhận được sự động viên của ông đoàn. Con nhà ông Long đã thua thì được 200 ngàn. Mời hai ông Đô vào đi nữa. Cố gắng chắc vào. Xin mời hai ông đô giải nhất vào vị trí chuẩn bị. Sau keo giải ba sẽ là keo giải chất. Giữa ông Đô Phạm Chữ Cú của ông Đô Bồi Tuấn Anh. Xin thông báo cho ông Đô Khốn Đỏ, ông Nguyễn Đình Lợi sẽ thưởng cho ông Đô Cảnh 1 triệu đồng mỗi lượt tức. Mời ông Đô, hai ông Đô vào gần giữa cái vạch đỏ đấy, vào chỗ đấy và tiếp tục. Mời hai ông Đô túc điểm.
Tất nhiên chúng ta cho một tràng pháo tay để ngày hôm nay bước vào trong thứ năm. Chúng tôi xin thông báo ông Nguyễn Thành Huân thưởng ông Châu Đại Hải 500.000 đồng. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ông Châu Đại Hải có sẵn. Thêm một khán giả người hâm mộ tặng thưởng cho đô Châu Đại Hải bởi hai đô đã cống hiến cho lễ hội cũng như giải đấu một trò vật rất quyết định. Giải ba giữa ông Đô Cảnh phố đỏ và ông Đô Hải phố xanh và dương hàng cao vật giữa hàng đô kéo vào giải ba đem vào sự động viên mà khán giả là người hâm mộ tặng thưởng cho đô Châu Đại Hải. Hai đô đã yêu mến rất lớn cho một người hâm mộ môn vật thông qua keo vật vừa rồi. Các cụ với các khán giả mắt đã mỏi chưa, cứ theo dõi luôn đúng không ạ? Xin kính mời hai đô giải nhất. Để tiền cho quý vị và nhân dân theo dõi, chúng tôi xin thông báo keo vật chuẩn bị tới diễn ra dưới sự điều khiển của trong tay Mong Quỳnh là keo vật của giải ba ở hiệp thứ 5 giữa ông Đô Cảnh phố đỏ và ông Đô Hải phố xanh. Hai ông Đô được rất nhiều sự động viên của khán giả và nhân dân thập phương, nên thì hai ông Đô chuẩn bị. Điều mà được nữa là ban tổ chức xin công bố này hiện nay dân tộc Hải Bắc Giang đã chiến thắng và vươn lên đến thị ngoại ở sân công an và bằng tổ chức tôi đồng ý hai đôi nữ của đèo văn hương chuẩn bị khi nào ban tổ chức gọi để khẩn trương ra vị trí chuẩn bị thi đấu. Thank you.
mừng các anh giải nhất trở lên. Tuyệt vời. Xin chúc mừng đô Nghiêm Đình Cảnh. Một tí nữa để chúng tôi phải thống kê lại xem cái danh sách của bố ông Cảnh là bao nhiêu thì thông báo được. Nhưng hiện nay là chỉ biết là có ông Nguyên là thưởng nóng 2 triệu đá này. Chúng tôi xin thông báo cái kêu gọi vượt qua. Sau 6 hiệp vào khoảng 34,5 phút, ông Đô Cảnh đã dùng miếng của ông Đô Anh và đã có thông quanh khỏi đầu và ông Cảnh đã chấp nhận được giải ba. Và sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê xem cái số tiền thưởng nóng của ông Cảnh là bao nhiêu. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng ước chừng khoảng chừng lượng độ 4 đến 5.000 ca rồi, cũng bằng 1 phần 2 cái giải ba. Xin thưa với các quý vị khán giả như thế. Và một lần nữa xin cảm ơn các anh trai làng cũng như các doanh nhân của các địa phương đã nhiệt tình ủng hộ ông Đô Cảnh cũng như các ông đô ở các sân giới đến phận của thôn Tiêu Sơn. Xin mời hai ông đô giải nhất. Một lần nữa xin chúc mừng đô Nghiêm Đình Cảnh đã xuất sắc giành chiến thắng ở cao vật giải kỳ 1 của giải 3 và được nhận được rất nhiều phần thưởng của người hâm mộ.